Và tiếp theo đây chương trình xin mời các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng các bạn hãy cùng hướng lên sân khấu và lắng nghe ca khúc Cơn Mưa Tháng Năm do bạn Hoàng Lâm đến từ lớp 12A3 thể hiện. Trở lại nơi đã từng ngày đó khi ta gần bên, rồi một ngày em đã quay lưng trong cơn mơ tháng năm, dấu chân là bước trên phố quen nơi cơn mơ tôi đi vào để tìm về những sửa lại phút giây đã sai, cho em sẽ quay ngoảnh lại bản tình cả tháng năm dành cho em, còn ngân vang hay tan biến theo mưa ướt nhòa. Rồi từng ngày như vẫn thường, nắng có xua bớt muộn phiền, những ước muốn rồi sẽ phai dần khi giấc mơ qua một đêm. Trong cơn mơ như bất tận, vẫn thấy đâu đây một tiếng cười, ánh mắt ấy vẫn chưa chan dịu dàng khi giấc mơ qua. Chân lạc bước trên phố quen, nơi cơn mơ tôi đi vào để tìm về những nơi trước khi ào ạt cơn mưa tới, muốn sửa lại phút giây đã sai, cho em sẽ quay ngoảnh lại bản tình cả tháng năm dành cho em, vội tan trong mưa. Cho mình một tràng pháo tay thật lớn nữa không ạ? Xin chào, cảm ơn ba bạn ạ.